Sáng ngày 17 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng các ban chỉ đạo và đồng chí Võ Đình Quang, trưởng ban dân vận huyện ủy đã chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và sơ kết phong trào thi đua dân vận khéo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có các đồng chí Trần Bình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng khối dân vận cơ sở. Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Ban dân vận huyện ủy đã tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo gắn với chủ đề năm của Ban dân vận trung ương của tỉnh ủy và thực hiện đồng bộ quyết liệt các nhóm giải pháp phòng chống dịch COVID-19 tập trung giải quyết những khó khăn bức xúc trong nhân dân thông qua việc tổ chức tiếp xúc đối thoại việc thực hiện phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng được các cấp chính quyền cơ quan tôn trọng và thực hiện nghiêm túc đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân nhận thức và sự hưởng ứng đồng thuận của nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ngày càng được nâng lên Hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chú trọng hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tình hình tôn giáo dân tộc trên địa bàn cơ bản ổn định, các hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật. Việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo được tập trung đẩy mạnh. Năm 2021, toàn huyện đăng ký thực hiện 187 mô hình trên các lĩnh vực những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận đã góp phần cùng ủy ban nhân dân huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng các ban chỉ đạo ghi nhận biểu dương những kết quả ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở, ban dân vận huyện ủy đã đạt được trong năm 2021, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục đồng chí Nguyễn Thiểu Quang đề nghị thời gian tới tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác phối hợp nắm bắt, phản ánh kịp thời những bức xúc, phản ánh kiến nghị của nhân dân, qua đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết kịp thời, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh phối hợp với mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội hội quần chúng tiếp tục củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy vai trò trong giám sát phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng chính quyền ngày càng vững mạnh